Tại sao Abu Dhabi trở thành thiên đường tài chính mới của giới tỷ phú? Trong nhiều thập kỷ, nhiều người giàu nhất thế giới đã chọn cách bảo vệ tài sản của họ ở nước ngoài, từ quần đảo Cayman cho đến thụy sĩ và quần đảo Virgin của Anh. Nhưng một thiên đường mới đang trở nên cực kỳ phổ biến với các tỷ phú, tiểu vương quốc Abu Dhabi với những tòa nhà chọc trời, ông trùm tiền mã hóa Changpeng Zhao, gia đình Adani của Ấn Độ, tỷ phú quỹ phòng hộ Ray Dalio và ông trùm thép người nga Vladimir Lysin nằm trong số các siêu giàu có tài sản khổng lồ, đã thành lập tổ chức mục đích đặc thù SPV tại Trung tâm Tài chính Quốc tế của Abu Dhabi trong năm nay, theo Bloomberg. Hiện có hơn 5.000 SPV tồn tại ở Abu Dhabi Global Market so với chỉ 46 SPV vào năm 2016. Không rõ các tỷ phú đã chuyển tài sản của họ từ đâu đến hay tại sao họ làm như vậy. Tuy nhiên, làn sóng đổ về Abu Dhabi phản ánh những thay đổi toàn cầu về cách người giàu trên thế giới bảo vệ tiền của họ. Được phổ biến bởi vua trái phiếu giác Michael McCann vào cuối những năm 1980, SPV là các thực thể pháp lý riêng biệt mà nay đã trở thành cấu trúc phù hợp cho các cá nhân có tài sản lớn muốn tìm cách giảm thiểu rủi ro về tài chính. Nắm giữ các công ty quản lý tài sản, Abu Dhabi cho biết SPV của họ có thể chứa nhiều lớp tài sản như bất động sản và nguồn vốn đầu tư. Dòng tiền đổ vào UAE đánh dấu một vai trò mới của nền kinh tế trị giá 509 tỷ đô la Mỹ của nước này khi gia tộc Anayan cầm quyền cố gắng đa dạng hóa nguồn thu, giảm sự phụ thuộc vào nguồn thu nhập chính từ dầu mỏ. Abu Dhabi cũng hưởng lợi từ việc một số thiên đường thuế như quần đảo Virgin thuộc Anh và quần đảo Cayman đang phải đối mặt với sự giám sát nghiêm ngặt hơn từ các quan chức trên khắp thế giới và chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong số lượng đăng ký doanh nghiệp mới. Abu Dhabi Global Market là một nơi tuyệt vời để thành lập SPV và nó đang tăng trưởng mạnh mẽ. Một cố vấn doanh nghiệp trước đây từng làm việc cho khu vực tự do Abu Dhabi cho biết, chúng tôi đang chứng kiến ngày càng nhiều cá nhân có tài sản lớn chuyển từ Virgin, Cayman, Mauritius và Singapore đến đây. Điểm đến mới của các tỷ phú. Theo Bloomberg, trung tâm kinh doanh ở Trung Đông hấp dẫn vì các biện pháp bảo vệ tài sản đến từ nước ngoài và khả năng hưởng lợi từ mạng lưới hiệp ước tránh đánh thuế hai lần của UAE hiệp ước của uae có thể giúp các cá nhân giàu có giảm thiểu hóa đơn thuế đối với các công ty nằm trong spv tùy thuộc vào việc các quốc gia nơi họ kinh doanh có thỏa thuận với quốc gia vùng vịnh hay không các cố vấn tài chính và nhà đầu tư quốc tế cũng chỉ ra một loạt lợi ích mà tiểu vương quốc này mang lại abu dhabi và dubai đã trở thành những thành phố toàn cầu thịnh vượng những người do tiền đầu tư lớn ở đây đủ điều kiện để được cư trú dài hạn và thậm chí trong một số trường hợp có hộ chiếu của uae Thêm nữa, các quỹ tài sản nhà nước của Abu Dhabi kiểm soát tài sản trị giá hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ và các công ty đầu tư tư nhân có ảnh hưởng cũng là lý do hấp dẫn. Đối với một số nhà đầu tư, SPV cũng mang đến tiềm năng củng cố mối quan hệ cấp cao với hoàng gia Abu Dhabi giàu có. Tỷ phú Dalio đã gây chú ý vào đầu năm nay khi thành lập SPV bên trong Abu Dhabi Global Market chung với kế hoạch mở chi nhánh văn phòng gia đình của ông ở tiểu vương quốc này, theo Bloomberg. Tỷ phú Ai Cập Nassef Sawiris mới đây cho hay Ông cũng đang chuyển văn phòng gia đình sang Abu Dhabi Global Market. Theo một người có liên quan trực tiếp về vấn đề này, nó cũng sẽ được đăng ký dưới dạng SPV. Zhao, cựu CEO của sàn giao dịch tiền mã hóa Binance, đã mua căn nhà đầu tiên của mình ở Dubai vào năm 2021. Vào tháng 11, Binance và Zhao đã nhận tội vi phạm các quy định về chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Hồ sơ Abu Dhabi Global Market cho thấy Tỷ phú này đã thành lập nhiều SPV tại Abu Dhabi trong năm nay, bao gồm Binary Finance Group Holdings, Alphanest Holdings và CJS Labs Holdings, giao có quốc tịch UAE và Canada, theo hồ sơ tòa án Mỹ. Rõ ràng chúng tôi nghĩ Abu Dhabi Global Market là nơi tuyệt vời để các công ty đặt trụ sở, đại diện của Chow nói trước phán quyết của Mỹ. Cũng xin lưu ý, chúng tôi cũng có các công ty ở các khu vực khác. Khu vực tự do tài chính quốc tế được thành lập vào năm 2015, cũng trở nên hấp dẫn trong những năm gần đây do UAE chỉ hoãn trừng phạt các nước như Nga, trong khi Mỹ, Anh và EU tăng cường các lệnh hạn chế của họ. Trong khi đó, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và một số quốc gia Caribe cũng tăng cường chấn áp những người đang chịu lệnh trừng phạt của các nước khác. Một cái tên đáng chú ý khác đang tìm đến Abu Dhabi Global Market là Lizin người giàu thứ tư ở nước Nga theo Bloomberg Billionaires Index đã thành lập hai SVP là Serenity 2 Holdings và Nebula 2 Holdings trong tháng 5 năm 2023. Điều thu hút Lysin là sàn giao dịch chứng khoán của Abu Dhabi, mối liên hệ của nó với các nhà đầu tư toàn cầu như Dalio và sự ổn định về pháp lý và kinh tế. Jan Emreich cho rằng cuộc chiến của Israel ở giải Gaza có thể khiến nhu cầu mở SPV ở Abu Dhabi Global Market tăng lên. Những điều kiện hấp dẫn người phát ngôn của Abu Dhabi global market cho biết khu vực này hấp dẫn vì một số lý do bao gồm việc sử dụng thông luật anh bảo vệ nhà đầu tư một cách mạnh mẽ và đánh thuế thấp đại diện cho biết các spv của họ có nhiều lợi ích như không yêu cầu vốn cổ đông tối thiểu không hạn chế về quốc tịch của cổ đông và dễ dàng chuyển nhượng cổ phần các nhà cung cấp dịch vụ giúp thiết lập spv cho biết một phần sức hấp dẫn của abu Dhabi global market là tính bảo mật được cấp cho những cá nhân giàu có Họ cho biết, mặc dù cơ quan đăng ký của công ty liệt kê danh sách các giám đốc và cổ đông, nhưng có ít hạn chế hơn về kiểm toán và ít tiết lộ lợi ích cuối cùng của chủ sở hữu. Con dấu phê duyệt của Abu Dhabi cũng có giá trị đối với các nhà giao dịch đang tìm cách thu hút đầu tư nước ngoài, cũng như từ các quỹ tài sản của tiểu vương quốc. Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani từng hứng chịu một đợt bán khống cổ phiếu trong năm nay, cũng đã thiết lập một SPV bên trong Abu Dhabi Global Market có tên là Adroll Investment Holding. Hồ sơ đăng ký của công ty cho thấy Ador được thành lập vào tháng 8 năm 2023. Cổ đông của nó là AVG, Isim, DMCC, một công ty được thành lập bởi người anh trai của ông Vinod Adani và được quản lý bởi Subi Mitra, người đứng đầu văn phòng của gia đình Adani. Một tỷ phú khác cũng mới thiết lập SPV ở Abu Dhabi là Murtaza Kakhani, chùm thương mại Pakistan, hiện là tâm điểm của hoạt động dầu mỏ toàn cầu của Nga, theo Bloomberg. Tháng 6 năm nay, Lakhani đã đăng ký một SPV có tên là Kings Road Investment Holding và ông là cổ đông duy nhất theo hồ sơ của Abu Dhabi Global Market. Trong khi đó, một số lãnh đạo có liên quan tới hãng đồng hồ thụy sĩ Audemars Piguet đã thành lập SPV của họ từ tháng 12 năm 2021 theo hồ sơ của Abu Dhabi Global Market.